quý vị, mới đây với đa số tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua việc nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày. Cùng với đó, nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Đây là các quy định trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. Chính sách visa lâu nay của Việt Nam luôn được coi là rào cản trong thu hút khách quốc tế. Do đó, hơn ai hết, các doanh nghiệp lữ hành đang rất kỳ vọng vào việc thay đổi chính sách visa trong thời gian tới. Biên tập viên Đà Giang của chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Lại Minh Duy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trước tiên rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thưa ông, thì chính sách visa hiện hành của Việt Nam thì trong nhiều hội thảo được các doanh nghiệp mà cho là cái rào cản thu hút các khách quốc tế đến với Việt Nam. Vậy thì với cái chính sách visa mới mà vừa được Quốc hội thông qua, dự kiến có hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 tới, thì ông nghĩ rằng là cái rào cản này nó có được tháo gỡ hay không? Thực tình mà nói thì khi phân tích về cái sản phẩm du lịch thì chúng tôi lại thuộc vào hàng không rất nhiều. Thí dụ như khi khách du lịch của chúng tôi đi từ các cái thị trường xa giống như là ở châu Mỹ hoặc là châu Âu, thì khi họ đến đây thì họ mất một khoảng thời gian là 1 đến 2 ngày để bay đến Việt Nam. Và sau đó thì cái xu hướng đi du lịch của khách sau dịch có nhiều thay đổi. Họ có thể đi dài ngày hơn so với trước kia. Bởi vì trước kia thì khi họ đi là họ có thể đi con đường là từ 8 đến 10 ngày đối với là khách ở châu Âu và ở Mỹ. Thậm chí ở Úc thì họ đi nhiều khi là 2 tuần. Thế thì đối với những quốc gia mà ở xa đến đây thì thông thường là họ còn tìm kiếm thêm một số cơ hội là đi liên tuyến các nước. Ví dụ như đến Việt Nam xong, sau đó họ sẽ đi bằng đường bộ đến Campuchia hoặc thậm chí qua Lào và sau đó mới quay trở lại Việt Nam đi về. Thì nếu như trong trường hợp chính sách visa của chúng ta nó ngắn quá, làm cho du khách họ có cái sự quan ngại về thời gian, thì điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện là họ chọn Việt Nam có phải là một cái điểm đến mà điểm đến chính thống hay không. Thông thường thì họ sẽ chọn những quốc gia khác và sau đó họ chọn Việt Nam giống như là một cái điểm ghé qua. Thế thì nó bị bất lợi cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta có cái chính sách visa lưu trú nó dài hơn, thì chúng tôi nghĩ rằng là một số hãng của Việt Nam chúng ta có cái đường bay chính đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các nước châu Âu, Mỹ và Úc sẽ có cái lợi thế. Bởi vì sao? Chúng ta có thể khai thác khách đi theo cái cung đường dài hơn, cái khoảng thời gian dài hơn. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng là cái cơ hội để các hãng lữ hành có thể khai thác thêm một số các sản phẩm liên tuyến. Bởi vì khi mình bán cái sản phẩm du lịch ở Việt Nam không, thì khi chính sách visa chúng ta nới lỏng hơn về thời gian, chúng ta có thể cho khách đi qua một số các quốc gia và sau đó trở về lại Việt Nam. Thì cái việc thời gian của chúng ta có thể kéo dài được cái ngày tour của du khách đến tham quan và sau đó có thể đi một số nước lân cận, quay trở lại Việt Nam và sau đó họ sẽ shopping, mua sắm và cuối cùng là họ đi về. Thì tôi hy vọng rằng đó là cái điều kiện thuận lợi để cho du lịch Việt Nam chúng ta có được cái điều kiện đầu tiên là tiếp cận và warm up lại đối tác của mình lâu nay ở nước ngoài. Cái việc thứ hai là cơ hội để chúng tôi nghĩ ra những cái sản phẩm mới hơn, có cái thời lượng lưu trú dài hơn và cũng như là mở thêm một số các cái chính sách để mà tạo những cái sản phẩm liên tuyến Bắc Trung Nam hoặc liên tuyến giữa Việt Nam với lại một số nước lân cận và lấy cái điểm chính là Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội chẳng hạn làm cái đường bay quốc tế cho khách đến và khách đi. Dạ vâng. Lâu nay trong cái thu hút khách quốc tế thì chúng ta thường bị đánh giá là kém cạnh tranh hơn so với các quốc gia lân cận như là Thái Lan hoặc là Singapore. Vậy thì ông có nghĩ là với cái chính sách visa mới như thế này thì có hỗ trợ cho chúng ta trong việc tăng cái khả năng cạnh tranh trong thu hút khách quốc tế hay không, hay là cần thêm những cái nỗ lực gì nữa? Thật ra một cái sản phẩm du lịch á, để mang đến cho khách họ có cái sự hấp dẫn á, visa nó là cái yếu tố liên quan đến vấn đề ngoại giao, liên quan đến vấn đề về thủ tục, chứ không phải liên quan đến cái việc là giá thành. Cái việc thời gian lưu trú dài hơn nó tùy thuộc vào quyết định ngoại giao xuất nhập cảnh của các quốc gia, thậm chí là sự cân nhắc kỹ lưỡng từ phía Việt Nam của chúng ta. Vì thế cho nên nếu như xem rằng là gọi là có cạnh tranh hay không, thực sự nó thuận lợi hơn, nó có cạnh tranh hơn là điều kiện nếu như trong trường hợp chúng ta có cái thời gian dài, chúng ta cân đối được các cái dịch vụ giữa Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Bắc và ở miền Trung
và chúng ta kéo dài cái thời gian lưu trú của khách lại Việt Nam chúng ta lâu hơn, thì có khả năng là gì, khi mà khách hàng đi á, giả dụ như tôi đã đến miền Trung chẳng hạn như vậy, thì khách có thể đi nguyên một cái cụm liên tuyến, thì sẽ có những nơi dịch vụ cao, giá cao, có những nơi dịch vụ giá chấp nhận được hoặc là rất rẻ. Thế thì chúng ta dung hòa được cái phần chi phí, nó tạo được cái độ dài sản phẩm và nó cân đối được cái tính hợp lý về giá thành. Đó là yếu tố mà chúng tôi phải làm. Tuy nhiên là hiện nay nếu như so với lại các quốc gia trong khu vực á, thì giá của chúng ta vẫn còn cao, bởi vì vận chuyển trong nước chúng ta vẫn cao hơn so với lại các quốc gia. Thứ hai nữa là chi phí dịch vụ lưu trú, ăn ở thì chúng ta vẫn ở một cái mức là cao hơn so với một số thị trường xung quanh chúng ta. Thì điều này nếu như để gọi là thu hút được khách du lịch, thì ngoài yếu tố visa ra, nó là cái sự khởi điểm thuận lợi, thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự định hình chung liên quan đến vấn đề là tất cả các cái dịch vụ khác. Bởi vì du lịch nó là một ngành kinh tế tổng hợp rồi. Khi cái giá thành của nó muốn điều chỉnh, có được những điểm hấp dẫn hơn vân vân, thì đó là cái sự mà gọi là đồng lòng của một số lĩnh vực liên quan. Thì thật ra ở Việt Nam chúng ta đó, có những mùa giá rất cao, nhưng mà đôi lúc chúng ta không dự đoán được đó, mùa đó là chúng ta có được hiệu quả hay không. Thí dụ như 30/4, 1 tháng 5, 2 tháng 9, nếu như nhà nước cho phép nghỉ 4 ngày, 5 ngày, thì tự nhiên giá dịch vụ ở các nơi đồng loạt tăng. Nhưng nếu khách quốc tế vào đúng cái thời điểm này, họ lại phải trả một cái mức phí khủng khiếp. Mà khi khủng khiếp như vậy là đôi khi có những lúc mà người ta chuyển từ những vùng này vùng kia. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là có một số thời điểm vào những dịp lễ thì có những nơi đông quá đông, và sẽ có những nơi khi điều chỉnh giá tăng lên thì vắng quá vắng. Thì thật ra chúng ta cần lắm là một cái sự cân đối cho nó phù hợp. Bởi vì ở nước ngoài thì thật ra là các cái sản phẩm người Việt Nam đi du lịch nước ngoài thì dù là có điều chỉnh cao đến thế nào đi chăng nữa, nhưng họ có cái lộ trình, chứ không phải là đột biến. Và họ có luôn một cái chính sách giá năm. Thí dụ như là thời điểm đó là người ta diễn ra cái hội chợ quốc tế, và cái hội chợ đó nó sẽ diễn ra cụ thể ở vùng nào, và trong cái vùng đó thì cái biên độ về giá thành nó như thế nào, tăng 10%, 15%, 20% là nó rụt cụ thể và rõ. Thì khi chúng ta làm là chúng ta sẽ lách những cái ngày đó ra, và thậm chí là lách chỉ có cái vùng đó thôi. Nhưng riêng Việt Nam chúng ta là lễ 30/4, 1 tháng 5, 2 tháng 9 thì dường như giá đồng loạt tăng ở các nơi. Và cái việc này thì nhiều khi nó sẽ thêm một cái chính sách nữa là bị phun ảo. Thì cái đó là cái những cái mà đôi khi chúng ta cần thiết lắm là phải điều chỉnh nó lại. Bởi vì chúng tôi là những người làm lữ hành á, thì khi chúng tôi tìm kiếm khách từ nước ngoài và hoặc là khách nội địa trong nước cũng rất là khó. Thì các đơn vị cung cấp dịch vụ cũng hiểu cho cái việc này để làm gì. Để chúng ta tạo một cái sản phẩm Việt Nam nó đẹp không chưa đủ, mà nó còn hợp lý và nó có sức cạnh tranh đối với quốc tế. Như vậy thì cái tình hình khách quốc tế trong những tháng đầu năm nay, ông có cái đánh giá như thế nào đối với du lịch Việt Nam nói chung cũng như là du lịch của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ạ? Thật ra cái xu hướng mà khách đi du lịch ngay trong thời điểm dịch mới vừa bắt đầu ổn ổn, và trước đó thì đã có cái xu hướng là đi du lịch theo nhóm nhỏ hơn. Nó có hai đối tượng là theo đánh giá và quan sát của tôi, thì tôi thấy là cái đối tượng khách mai, khách incentive mà đi theo dạng group lớn á, thì là một đối tượng cũng không thể thiếu. Tuy nhiên về phía nhóm khách nhỏ thì thường là họ đi theo nhóm family, thì chúng tôi hay đón những cái đoàn khách nhỏ khoảng độ 6 khách, 10 khách, 12 khách. Đó là những người mà họ thuộc cùng một gia đình hoặc là những nhóm bạn bè, thì họ mua những cái dịch vụ nó không có trọn gói. Thí dụ như họ đến Việt Nam thì họ đặt xe, khách sạn, ăn uống thì họ tự túc, hoặc là họ đi tham quan thì họ sẽ chọn một số điểm, còn lại thì họ sẽ tự đi. Thí dụ như đến thành phố Hồ Chí Minh thì họ sẽ ở đây, xong sau đó họ sẽ tự túc đi tham quan và khám phá về thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là họ tự trải nghiệm ăn uống, nghỉ ngơi, thư giãn, vân vân. Và cơ sở lưu trú thì hiện nay cũng có một số cái hướng là họ sẽ không dùng các khách sạn lớn, mà họ chuyển sang họ sử dụng khách sạn Airbnb, hoặc là họ sử dụng các cái khách sạn mà cái dạng homestay mà mới xây, nó ẹt chút xíu, và cái cơ sở lưu trú này nó thỏa mãn được một cái design kiến trúc nào đó họ thích thôi. Thì nó sẽ có nhiều cái thay đổi trong cái xu hướng làm du lịch của sau dịch. Vậy thì ông có kỳ vọng gì vào cái thị trường khách quốc tế trong những tháng còn lại của năm, nhất là khi mà chính sách về mặt visa có hiệu lực? Chúng tôi nghĩ với góc độ của các hãng lữ hành thì
ngành du lịch Việt Nam của chúng ta nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, chúng tôi kỳ vọng vào, như ban đầu tôi có trao đổi, là có cái cơ sở để chúng tôi xây dựng các sản phẩm, có cái cơ sở để chúng tôi tiếp cận và nhắc lại đối với là các đối tác từ nước ngoài. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là cuối năm, thì khi mà có chính sách này thì còn có 4 tháng để triển khai, thì hy vọng rằng năm 2024 sẽ có một cái sự khởi sắc, và nó có điều kiện để thay đổi nguyên một cái nền về sản phẩm và tạo cái điều kiện cho khách quốc tế đến Việt Nam một cách thoải mái hơn. Chúng tôi nghĩ rằng là những cái sản phẩm du lịch liên tuyến Việt Nam và một số nước quanh khu vực, hoặc là phát triển các sản phẩm du lịch, có một số đoạn là chúng tôi sẽ tổ chức thành tour, và có một số đoạn thì chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ và khách sẽ tự trải nghiệm, thì điều đó nó sẽ mang đến sự phong phú đa dạng về sản phẩm, thì chắc chắn nó sẽ có tạo được cái sự kích thích đối với lại khách hàng từ nước ngoài đến Việt Nam. Dạ vâng, một lần nữa rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Ba Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Yes.